Xin chào mọi người. Thì bây giờ là mình quay video này vào chúng dịp Noel, cho nên là mình ngồi gần cái thông Noel thôi. Chứ cái thông tin mà mình đưa ra thì không có gì liên quan đến Noel cả. Mình cũng muốn chúc mọi người một Giáng sinh thật là an lành và ấm áp bên cạnh gia đình và người thân của các bạn. Thì sau khi mà mình lập cái kênh YouTube của mình lên thì có rất là nhiều bạn đã hỏi, đã nhắn tin và hỏi mình là làm sao để chị có thể apply và đi du học Úc, và làm sao có thể apply vào ngành y là ngành mà mình đang học, cụ thể là laboratory medicine, làm sao để mình có thể apply vào cái chương trình học đó. Thì lúc ban đầu mình sẽ luôn luôn trả lời từng bạn là ừ chị làm như thế này, ừ em làm như thế này như thế kia. Mình cảm thấy đó là một cái thị hiếu mà mọi người quan tâm và tò mò về cái vấn đề đó, cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm video này. Mình mong là mọi người sẽ đón xem, bởi vì là mình sẽ chuẩn bị làm những video về việc là từ lúc mà mình bắt đầu đi qua đây đi học cho đến khi mà cái chương trình học của mình như thế nào, và mình kết thúc thì mình sẽ làm việc công việc gì. Mình sẽ bắt đầu video này ở đây nhé. Ok, thì như các bạn đã biết là mình đã từng làm một video nói về vấn đề là lý do tại sao mình lại chọn đi du học ở Úc. Ở Adelaide là ở cái thành phố mà mình đang sinh sống và làm việc. Mình nghĩ là cái lần đó do cái kỹ năng, và mình chỉ mới bắt đầu làm YouTube thôi. Mình làm rất là nhiều content, rất là nhiều nội dung vào trong một cái video. Thì cái video đó mình sẽ để ở dưới cái link ở dưới này. Và nếu như mà các bạn quan tâm lý do tại sao thì các bạn bấm vào đường link và coi nhé. Mình sẽ cắt nó ra thành những phần nhỏ, bởi vì nó có rất là nhiều phần ở trong đó. Cho nên là nếu như các bạn không, cái phần mà các bạn không muốn xem, các bạn có thể tua qua và có thể xem đến cái khúc mà các bạn cần. Sau khi mà rất là nhiều người khuyên mình là mình nên cắt cái video đó thành những cái video nhỏ hơn, là part 1, part 2, part 3, tức là thành nhiều phần nhỏ, thì mình cảm thấy là cũng đúng. Và không, trong video lần này thì mình sẽ trả lời cho các bạn là làm sao để mình có thể apply vào ngành y, học ngành y ở Úc. Và cụ thể mà cái ngành mình đang học đó là laboratory medicine. Hồi mà còn ở Việt Nam thì mình học cấp 1, cấp 2, cấp 3, tức là mình hoàn thiện hết chương trình từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở Việt Nam. Và qua đến đây thì mình bắt đầu học đại học thôi. Mình sẽ chỉ nói về cấp 3 thôi nhá. Tại vì trước khi mà mình đi du học Úc thì mình đã hoàn thiện xong cái chương trình học trung học phổ thông, tức là học high school là ở Việt Nam hết. Cái GPA của mình vào những năm học cấp 3 thì đều trên 8.0. Và vào năm mà mình học cấp 3 ấy, thì mình học nâng cao toán lý hóa sinh, tức là lớp 10, lớp 11 và lớp 12 thì mình học nâng cao toán lý hóa sinh. Và GPA của từng môn, tức là toán lý hóa sinh của mình thì đều trên 8.0. Và GPA của lớp 10, lớp 11 và lớp 12, 3 năm học cấp 3 thì mình đều trên 8.0, và mình đều được đạt danh hiệu học sinh giỏi khi còn ở Việt Nam. Và chắc chắn là khi qua đến đây các bạn sẽ cần phải có một cái bằng, gọi là cái bằng tiếng Anh. Thì hồi đó là mình thi IELTS. Lúc đó mình thi IELTS thì các bạn sẽ cần phải lưu ý như thế này, đó là cái IELTS để cho mình được qua Úc, tức là cái điều kiện tiếng Anh để mình được qua Úc lúc đó là 5.5, tức là all bands, là tất cả các kỹ năng là writing, reading, speaking và listening, là bốn kỹ năng đó đều phải trên 5.5 hoặc là bằng 5.5. Thì bởi vì mình đi cách đây là gần 5 năm rồi, cho nên là chắc bây giờ nó sẽ thay đổi, và mình chỉ nói về
cái trường hợp của mình thôi. Thì nhưng mà nó sẽ khác với lại cái IELTS để các bạn khi các bạn apply vào và các bạn ví dụ như các bạn apply vào ngành y và người ta đòi hỏi là IELTS của các bạn 6.5, nhưng mà khi ở Việt Nam các bạn chỉ mới đủ điểm là 5.5 để các bạn có thể quay đến đây. Thì khi quay đến đây các bạn sẽ được học một khóa học, và cái khóa học đó nó sẽ đảm bảo cho các bạn là sau khi các bạn tốt nghiệp cái khóa học tiếng Anh ở bên này thì chắc chắn là sẽ đủ điểm, hoặc là các bạn phải pass cái khóa học đó thì các bạn mới được bắt đầu học đại học ở đây. Tức là các bạn phải lưu ý là cái IELTS để được qua Úc nó khác với IELTS để được apply vào ngành các bạn học. Bây giờ thì mình sẽ trả lời cho các bạn đấy là làm sao để mình có thể apply vào học ngành y ở Úc trong khi mình không học cấp 3 ở đây. Cụ thể đó là mình học Laboratory Medicine. Nhưng mà trước đó khi mà mình qua đây thì cái ngành mà mình apply không phải là ngành Laboratory Medicine, mà đó là ngành Health Science. Có nghĩa là một cái ngành mà học về sức khỏe, và nó chung chung để giống như là mình hiểu là học đại cương về ngành sức khỏe, về ngành health. Tức là mình nói chung cái đấy chỉ là chung chung thôi. Và mình kết thúc học cấp 3 ở bên Việt Nam, cho nên là khi qua đến đây thì người ta sẽ yêu cầu mình là phải có một cái kiến thức nền về ngành sức khỏe, bởi vì cái ngành mà mình học bây giờ, đang học hiện tại bây giờ, nó liên quan đến sức khỏe, cho nên là mình phải học một cái bằng gọi là bằng diploma. Và cái bằng diploma này nó cũng giống như là mình học về đại cương về sức khỏe. Và năm đầu tiên khi mà mình qua đến đây thì mình kết thúc một khóa học gồm 8 môn, 2 semester, 2 học kỳ, là 4 môn 1 học kỳ. Sau khi kết thúc cái năm đầu tiên thì mình sẽ nhận được một cái bằng đó gọi là Diploma of Health Science. Sau cái năm đầu tiên đó, chắc chắn là mình sẽ phải tập trung vào cái GPA của mình năm đầu tiên, mà sẽ quyết định tất cả cái tương lai của mình ở phía trước. Là mình qua đến đây là 5 năm, thì năm đầu tiên là mình học Diploma Health Science, và 4 năm sau là do cái GPA của Diploma nó quyết định là mình sẽ được học ngành gì. Thì cái năm đó GPA của Diploma mình được 5.93. Thì các bạn phải lưu ý một cái, đó là ở Úc thì cái hệ thống tính điểm nó không phải là từ 0 cho đến 10, mà nó chỉ là từ 0 cho đến 7 thôi. Thì có nghĩa là mình sẽ để một cái bảng hay là một cái gì ở đây cho mọi người sẽ nhìn thấy cái cách tính điểm ở hệ thống trường học ở bên Úc nó sẽ khác với ở bên Việt Nam, từ 0 cho đến 7. Cho nên là ví dụ như năm đó mình được 5.93 trên 7 thì mình sẽ chỉ đậu vào những cái ngành mà nó ở ngang cái ngưỡng đấy hoặc là dưới cái ngưỡng đấy thôi. Chứ còn ví dụ như là mình muốn học những cái ngành mà 6.5 trên 7 thì mình sẽ không thể nào apply được. Đấy là một chuyện đương nhiên, đấy là một chuyện hiển nhiên. Năm đó cái lúc mà mình học diploma cái năm đầu tiên đó, cái mong muốn của mình là mình sẽ cố gắng để có thể học ngành chụp X quang. Thì mình rất là thích học ngành chụp X quang, nhưng mà bởi vì năm đó mình apply cách đây là 4 năm rồi các bạn, cho nên là mình nghĩ là bây giờ nó sẽ thay đổi rồi đấy. Nhưng mà lúc đó chụp X quang mình muốn học thì cái bằng diploma của mình phải được 6.0, nhưng mà bởi vì GPA của mình năm đó chỉ được 5.93, tức là người ta sẽ làm tròn lùi lại là 5.9, cho nên là đó mình không thể apply vào học chụp X quang được. Và cái lựa chọn thứ hai của mình đấy là học Laboratory Medicine. Đây là cái lựa chọn thứ hai của mình, không phải là lựa chọn đầu tiên. Thì mình nghĩ là cái gì nó cũng có duyên số của nó cũng có cái số phận của mình ở trong đấy thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ khi mà mình được đi làm, mình học sắp xong rồi, mình đi làm, mình gặp gỡ bạn bè rồi, tất cả mọi người, đồng nghiệp này nọ kia, thì mình cảm thấy là cái gì nó cũng có duyên số, cái gì nó cũng có số phận của nó hết thôi. Và mình nghĩ là cái năm đó mình học
diploma mà mình được 6.0 chẳng hạn đi, mình đậu vào và mình học chụp x-quang hay là physiotherapy, là vật lý trị liệu, là những cái ngành mà mình thích, thì mình nghĩ là có thể là cho tới bây giờ, ví dụ như là mình vẫn chưa có việc làm, ví dụ như thế chẳng hạn. Nếu các bạn, mình nghĩ là cho tới tận bây giờ nó cũng, nếu nó có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi có một tí xíu thôi. Bởi vì là cái năm đó, cái ngành mà mình nhớ là nó dễ vào nhất, tức là cái học diploma của mình là tất cả các bạn của mình từ những nước khác, ví dụ như Singapore, Malaysia hay là tất cả các nước khác, người ta qua đây người ta học cái năm đầu tiên diploma health science giống như mình á. Thì mình nhớ là nếu như mà các bạn apply vào học nurse, có nghĩa là học y tá, bất cứ một cái ngành y tá gì, chắc chắn là nó dễ hơn. Bởi vì Úc, mình nói thật là Úc rất là cái ngành học y tá, để mà nói thì người ta tuyển dụng cái ngành đấy nhiều hơn là những cái ngành khác. Người ta giống như là người ta ưu tiên cho những cái ngành đó nhiều hơn, người ta ưu tiên cho ngành nurse nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì mình, bản thân cá nhân mình thì mình không thích nurse, cho nên là mình không học ngành đó thôi. Nhưng mà nếu mà cái đầu vào của ngành nurse thì nó rất là dễ. Mình nhớ là năm đó hình như là nếu như mà mình được 4.0 trên 7.0 là mình có thể học nurse rồi. Thì nhưng mà nếu như các bạn học những ngành ví dụ như physiotherapy, vật lý trị liệu, chụp x-quang, hoặc là ngành của mình là laboratory medicine, thì các bạn phải học đến 4 năm nữa thì nó mới xong. Nhưng mà nếu mà các bạn học nurse thì chỉ cần học 3 năm là đã xong rồi. Và nó bao gồm tất cả các chương trình học về vừa đi học và vừa thực tập luôn. Thì mình nghĩ là nếu như các bạn có một cái nhìn, cái nhận định đó là nếu kinh tế của các bạn nó cho phép là các bạn học nhiều hơn, xa hơn, dài hơn thì các bạn sẽ học những cái ngành khác. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà kinh tế hoặc là các bạn cơ bản là các bạn thích ngành nurse thì các bạn có thể học thẳng ngành đó luôn, bởi vì là cái ngành đó là một cái ngành rất là tiềm năng ở đây. Cũng không có dám chắc là khi các bạn học ra là chắc chắn các bạn sẽ có việc làm, nhưng mà cái kiểu là cái ngành đó là một cái ngành rất là được ưu tiên, giống như ưu tiên ở đây có nghĩa là nếu như các bạn học ngành đó ra thì các bạn sẽ được dễ dàng xin định cư ở lại hơn. Còn ngành laboratory medicine của mình thì mình nghĩ là mình sẽ để lại vào, mình sẽ để dành cái content này vào một cái video khác, bởi vì là nếu như mà mình cứ tiếp tục nói cái video này nó sẽ trở nên dài đi như cái video lần trước vậy. Ok, làm sao để các bạn có thể apply được vào ngành y hoặc là bất cứ một cái ngành nào ở trên nước Úc? Thì ví dụ như là mình sẽ nói về cái vấn đề là trước khi mà mình qua đây trước nhé. Thì trước khi mà mình qua đây, mình không phải là người tự lo hết tất cả mọi thứ. Mình không phải là người tự nghĩ là mình qua đây mình sẽ học ngành đó, rồi qua đây mình sẽ làm gì, làm này, làm kia. Tức là lúc đó không phải là mình là một người quyết định hết tất cả mọi thứ đâu, mà đó là qua một cái trung tâm USC. Thì trung tâm đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình biết được qua một vài người bạn của mẹ của mình, trung tâm USC đã tư vấn cho mình một cách rất nhiệt tình luôn. Thì trung tâm này là có thể nếu mà bạn đi du học Mỹ hoặc là các bạn đi du học ở những nước khác thì người ta vẫn làm, ví dụ như là Mỹ, Canada thì người ta vẫn làm. Thì cái năm đó là mình có cái nguyện vọng là mình sẽ đi du học Úc, cho nên là lúc đó người ta sẽ chuyên tâm, người ta concentrate vào cái việc mà mình muốn làm. Trung tâm tư vấn cho mình rất là kỹ, đó là về vấn đề người ta sẽ hỏi mình là tính cách của mình như thế nào. Bởi vì cái tính cách của các bạn có thể chọn được cái nơi mà các bạn đến. Tức là ví dụ như là tính cách của mình không phải là một người mà không hoạt động, tức là rất là inactive á.
Tức là mình không phải là một người không quá sôi nổi, mà mình là một người đằm tính, không có quá bị thụ động thôi. Nhưng mà mình thích một cái cuộc sống mà nó yên ả một chút, mình không thích nó quá xô bồ như là những cái thành phố lớn. Thì bởi vì như thế cho nên là người ta đã recommend cho mình là tới Adelaide. Thì cho đến tận bây giờ thì mình cảm thấy là Adelaide vẫn là một cái thành phố dành cho mình. Người ta sẽ hỏi, thứ nhất là người ta sẽ hỏi về tính cách của các bạn như thế nào. Thứ hai đó là một chuyện mà mình nghĩ là trước khi đi du học hay là làm bất cứ một cái gì các bạn cũng sẽ rất quan tâm, đấy là về kinh tế của các bạn. Thì bởi vì cái kinh tế gia đình của mình lúc đó nó phù hợp với đi du học Úc và ở bang Nam Úc. Về chứng minh tài chính thì lúc đó là gia đình của mình và trung tâm đã chứng minh cho mình. Tức là lúc đó ba mẹ của mình là người lo hết, và cái việc của mình lúc đấy là chỉ đi học thôi. Hồ sơ của mình được nhận thì mình nhớ mình đã nói ở trong cái video trước, đấy là mình apply hồ sơ xin đi du học của mình vào cuối năm 2016. Thì qua đầu năm 2017 là tầm 1 tháng đấy thì mình có visa. Và mình cái năm mà mình đi du học, cái lúc trước khi mà mình đi du học, mình không bị phỏng vấn. Nghe cũng có vẻ lạ đúng không nào? Bởi vì trong một cái đại gia đình của mình, tức là một cái gia đình lớn của mình luôn, là từ bên họ ngoại, từ bên họ nội, thật ra là chưa có bất kỳ một ai mà đi nước ngoài, đi du học, đi nước ngoài mà định cư ở Úc hoặc là đi du học Úc. Cho nên là cái hồ sơ của mình là một cái hồ sơ mới toanh luôn. Cho nên là lúc đó mình nghĩ là cái lý do đó cho nên là mình không bị phỏng vấn, và cái việc xin visa đi du học của mình nó rất là nhanh luôn. Sau khi mà mình có được visa thì mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà mình phải đi kiểm tra sức khỏe của mình. Thì mình nhớ là kiểm tra sức khỏe không phải là các bạn đi đến bệnh viện, mà nó có một cái trung tâm gọi là trung tâm khám sức khỏe cho những người đi du học hay là đi du học Úc gì đó. Nó không cụ thể là đi du học Úc, mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà mình sẽ phải đi khám sức khỏe. Và cái khám sức khỏe này thì nó cũng nhanh thôi. Mình nói thiệt là hình như là người ta chỉ quan tâm đến vấn đề là tuberculosis, có nghĩa là nếu như mà các bạn bị viêm gan ấy, thì cái xác suất mà các bạn được đi du học Úc nó sẽ không cao lắm, hình như vậy. Bởi vì là người ta không muốn là khi mà mình được xuất ngoại và mình đi vào một cái đất nước khác mà mình có bất cứ một cái vấn đề gì về sức khỏe của các bạn. Và đặc biệt là ở Úc người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề viêm gan. Cho nên là mình nghĩ là lúc đấy người ta chỉ kiểm tra sức khỏe của mình để biết là mình không bị viêm gan, mình không bị sao cả. Và sau đấy thì mình nhớ là tháng 3 năm 2017 thì mình đã đi, và cho đến tận bây giờ thì mình đã qua đây được gần 5 năm rồi. Các bạn ạ, mình đang suy nghĩ là mình có nên nói về cái chương trình học hay không. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà mình nói về cái chương trình học của mình như thế nào, là năm nhất mình học cái gì, năm hai mình học cái gì, thì cái video này sẽ trở nên rất dài y như là cái video trước mà mình làm. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ nói tới đây thôi, và mình sẽ để dành cho video lần sau. Chứ không là nếu như mà nó dài quá các bạn sẽ không muốn coi, mình nghĩ như thế. Đó là những cái chia sẻ và những cái điều mà mình biết từ cái trường hợp của mình. Tức là mình là một người đã học xong cấp 3 ở Việt Nam và bắt đầu chương trình học ở bên này, chương trình học đại học ở bên này một cách mới nguyên luôn. Thì mình hy vọng là cái video này nó sẽ giải đáp một phần nào đó cho những bạn đã từng hỏi là làm sao để mình có thể apply vào học ngành y ở Úc, và cụ thể đó là ngành laboratory medicine. Mình sẽ kết thúc video này tại đây và sẽ chúc các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, vui vẻ, và một năm mới an khang thịnh vượng, mọi thứ thật mới mẻ. Bye bye.